Tôi xin kính chào bà cô chú và mọi người đã quay trở lại với kênh của Tiên Nha. Thì đúng ra là bữa nay là sinh nhật của bé An, là ngày 13. Nhưng mà do là bữa nay thứ bảy chồng Tiên rồi mấy đứa nhỏ vẫn đi nhà trẻ. Nhưng mà làm thì sẽ không có vui, chỉ làm được buổi tối thôi. Vì định là sẽ tổ chức vào ngày mai. Bữa nay Tiên định là đi nhà thuốc để mà Tiên mua đồ này kia đem về Việt Nam á. Với lại là định ghé vô cửa hàng 100 yên rồi mua cái này cái kia để mà trang trí. Quà cáp này kia thì mời cô chú gửi tiền cho Tiên mua tặng với An đó. Tiên cũng xin là cảm ơn rất là nhiều. Ngày mai thì người ta sẽ giao hàng tới, Tiên sẽ tặng cho bé An. Bây giờ thì Tiên sẽ đi nhà thuốc trước nha. Thì rảnh rảnh thì tí Tiên đi cửa hàng Trăm Miên để mua luôn. Và cô chú đi với Tiên nha. Giờ Tiên vô cửa hàng thuốc này để mua một ít đồ đem về Việt Nam, bánh kẹo này kia với lại dầu nóng rồi thuốc này kia. Giờ Tiên mua cái loại này là dầu nóng nè, cái này thì nhà Tiên cũng đang xài. Cái hãng này là cái hãng của Kobayashi đó, nổi tiếng từ hồi đó tới bây giờ luôn. Và cái dạng mà Amerizu này nè là chồng Tiên nói là rất là nổi tiếng, ngày xưa tới bây giờ chồng Tiên xài luôn. Tiên mua số lượng nhiều luôn, mua hết luôn. Thật con nhìn Tiên lấy hết. Đặt này về sẵn là Tiên đem về luôn. Bây giờ là Tiên đang ở cái chỗ mà bán thuốc nhỏ mắt này kia nè. Đủ loại hết trơn. Nhưng mà Tiên chỉ xài một vài loại thôi. Ví dụ như cái loại này là Tiên đang xài nè. Bổ sung vitamin E này ha. Mà vitamin E tự nhiên nữa. B6, Natri, rồi Kali. Cái này thì ví dụ như mắt của mình bị ngứa nè, mỏi mệt này kia, sử dụng rất là tốt. Nhà Tiên cũng đang xài. Này không có chất phụ gia gì hết. Cái này thì Tiên mua cho nội Tiên. Chỗ này là bán mấy cái dạng mà xịt mũi này kia nè, hoặc là mấy con Dani là con rận này kia. Ví dụ như cái dạng này là xịt mũi nè, xịt trực tiếp lên da cũng không sao hết. Cái này thì hôm qua nhà Tiên mua xong rồi. Đủ loại hết. Như là mình đem mấy cái dạng mà xịt mà có ga thế này là không có được nè. Nhưng mấy cái dạng mà xịt nước như thế này thì bình thường. Tiên cũng mua thêm cái này, cái mưu hy này nè. Bị ngứa hay là mũi cắn này kia, cái mình chấm liền vào là khử độc. Cái làm không có cái chỗ đó nó không có bị mẫn cảm nữa, không có bị ngứa lên. Không có tặng hình khoa âm phân măng đó nè. Tiên mua cái này. Mua ít kẹo thập. Hồi nãy giờ Tiên mua được nhiều rồi nè, nhưng mà chưa có đủ gì hết á, người ta không có đủ đồ. Mấy cái này Tiên mới mua được có mười mấy bịch à. Này cỡ ngàn bịch, mua chừng 20-30 bịch gì đó cho nè. Lại sự dương thể này kia nè. Rồi mấy cái hộp máy Tiên mua thêm nữa nè. Gạo. Gạo về từ nhỏ nó ăn, sợ nó ăn gạo của Việt Nam không quen. Không ăn cơm nữa. Bây giờ Tiên đi tính tiền. Định mua đủ thứ hết mà chưa có đủ đồ nữa. Nữa Tiên đi cái siêu thị giá rẻ kia đi mua thêm. Mua thuốc này kia xong xuôi hết rồi, giờ sẵn Tiên ghé siêu thị Tiên mua đồ luôn. Nhà Tiên hết đường này, Tiên mua đường. Tiên nghe nói là đường trắng hình như là ăn không có tốt bằng cái đường vàng vàng này nè. Đường trắng là người ta tẩy á. Tiên mua đường vàng. Cái này ngộ quá tơi. Cái này đường mía nè. Cái này ngộ ngộ. Bên đây nữa nè. Giá cả đủ loại hết. Trước khi nhiều Tiên có mua mấy cái này một lần rồi. Với cái lượng gam thì cái này 700, cái này 650. Giá thì là cái này mắc hơn ha. Cái này Tiên chưa có ăn lần nào nè. Thấy ghi tự nhiên nè, thì Tiên mua này ăn thử này. Này giá hơi mắc một tí. 400 yên. Ngày xưa là Tiên ăn cái này thôi à. Này Tiên mua thử cái này. Còn kế bên là muối nha. Thì muối Tiên thấy là giá đủ loại chứ. Ví dụ như là cái muối này là ghi là muối trong nước nè. Cọc xăng có nghĩa là sản xuất trong nước. Thì ở đây Tiên thấy là biển nè. Nước biển là biển ở Nhật luôn. Lấy từ biển ở Nhật nha. Giá thì đâu là gấp đôi mấy cái loại khác. Gần 300 yên. Cái này là gì ta? À cái này là đường. Tiên lấy thử bịch muối này ăn coi khác cái gì mà giá cao chứ. Miso này kia nữa nè, miso này kia có
À, còn mấy cái này là người ta làm dưa chua. Cái bịch niêm sẵn người ta làm dưa chua. Khu này là bán miso với lại là hạt niêm. Tiên định nói với một cô chú là Tiên muốn sử dụng thử cái hạt niêm nấm á. Tại bữa giờ mọi người cứ hỏi Tiên cái dụng hạt niêm nấm có hay không. Trước giờ là nhà Tiên xài là xài cái hạt niêm mà dạng đông biển như thế này nè. Mà Tiên mua cái bịch lớn. À, mọi người hỏi này để Tiên xài thử coi ăn cái vị như thế nào. Tiên mua ít à. Ăn thử cho biết thôi. Đây thì có cá này kia nhóc chân nè. Mấy cái này á là mình để vô cái miso á. Mình để vào xong nó ra cái nước ngọt mình sử dụng. Cái dạng nguyên con này cũng có ha. Thì cái dạng mà người ta đã nghiền sẵn cho mình cũng có nè. Cái này thì Tiên cũng mua nấu súp miso cái Tiên để vô cho có canxi á. Bữa Tiên có kể câu chuyện là cô làm chung với Tiên có ăn từ nhỏ đến lớn đó. Già luôn 6 mấy 7 mấy tuổi mà không có ai bị đau nhức gì hết. Thì ăn theo. Mấy cái này là của hãng Ajinomoto người ta sản xuất nè. Consomme. Hạt niêm gà này kia với đó dạng dạng vậy đó. Ăn cái vị nó cũng thanh ngon đó. Nhưng mà của hãng Ajinomoto. Nãy Tiên thấy bột ngọt nè, bột ngọt này. Bột ngọt nội địa bên đây là nhỏ xíu vậy đó. Và Tiên đi về. Chủ yếu Tiên mua cái này Tiên ăn thử thôi. Và vị như thế nào. Ông bà cô chú biết chuyện gì xảy ra không? Thì là lúc mà đi học về á, xong cái Tiên cho ngồi ăn trái cây ăn bánh này kia đó cũng như thường lệ thôi, ăn tráng miệng. Thì bữa nay chồng Tiên cũng ngồi đó ăn nữa. Cái bắt đầu chỉ ăn xong, chỉ thấy chồng Tiên lấy cà phê ra, cái ăn cái bánh, cái bắt đầu chỉ đòi chỉ chỉ. Mà thở này mình nói là con mới vừa ăn xong cái đó là của ô tô sàn con không có được. Không biết hiểu hay không nhưng mà đòi cho bằng được vậy đó. Cái mẹ bắt đi xuống, đi ra ngồi ghế bên không cho ăn nữa rồi không cho loại ô tô sàn luôn. Lúc này là trước đó một tí chỉ đẩy Tiên ra đòi loại ô tô sàn tại vì biết ô tô sàn thương đó. Cái Tiên không cho Tiên bắt ngồi đó. Cái bắt đầu khóc lên. Là cái cảnh hiện tại bây giờ nè, khóc gọi là sụm chân, không có phải là đơn giản vậy là không đâu, chỉ còn đánh mẹ nữa. Lấy cái tay khỏ mẹ rồi mẹ nói cố gắng mẹ kìm nén lại, mẹ nói nhẹ nhàng cho nghe. Mà mẹ nói một tiếng là nạt mẹ lên một tiếng là sùm hết trơn. Rồi bây giờ nằm dạ thế này nè, khóc đâu cũng cỡ chừng 15 phút ạ. Tiên bữa nay học cái cách trị mới, thử thôi, Tiên thử thôi. Là hôm bữa có một cô hướng dẫn cho Tiên á, khi mà khóc gì nè, nằm dạ gì nè, cho khóc luôn, bắt khóc. Mỗi lần mà chị sắp nín, chị mệt đi sắp nín Tiên kêu khóc, cái khóc tiếp. Mà hồi biết á, cái liếc nhìn mẹ gì nè, coi mẹ còn đó không. Mà nhìn thấy mẹ ngồi đó cái khóc nữa. Khóc hoài luôn. Thì đâu cỡ 15 phút gì đó. Rồi tôi sàn không lại dỗ, rồi Tiên không cho ai lại hết trơn á. Coi cô chị tới cái điểm nào. Thì hồi cái thái độ của chị nè, chị biết là sai rồi, cái khóc của mình không được đáp ứng á. Cái hành động của chị sau này cũng thấy thương lắm. Mà cô chú nhìn thử nha. Cái này mẹ cho con ăn bánh nhiều rồi mà. Cái đó có ô tô sàn đang ăn mà sao con đòi có ô tô sàn mà con khóc. Không, mẹ đang nói chuyện với con. Tô sàn đây ăn nha, bữa nay cho nó ăn xong rồi. Đây chẳng gì. Đây chẳng bớ. Đây chẳng mớ là gì. Đây chẳng bớ. 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 Bên đi ra ngoài bên đây chuyện như nè. Con mệt không? Nha.
Gì đó hả? Gì đó? Lau cái mặt cái nữa đi, cho sạch đi nè. Chỗ này còn nước ghèn nè. Đây nè, chỗ này nè. Con lau sạch cái khuôn mặt của con đi. Con ta lại xin lỗi mẹ. Con ta lại xin lỗi mẹ. Chiều nay nhà Tiên sang cái cá này. Cá này là cá shisamo. Tiên hay gọi là cá trứng. Tại vì bên trong bụng nó có trứng. Mà người ta làm mắc cười lắm, khéo lắm. Người ta lấy gông hút á, rồi người ta kẹo ghim vô cái miệng của nó. Xong cái nguyên đời. Mình lấy ra mình nướng dễ lắm. Thế này. Lấy ra xong mình tuốt cái là xong. Cá này ghim đứa nhỏ này ăn được không? Nghe ăn chắc ăn được rồi. Đây này là 9 con. Ngày xưa nhiều lắm. Đâu có mười mấy con à. Con to 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 không à. Giờ giảm xuống à. Chứ cái gì giờ cũng giảm hết trơn. Không tăng giá thì nhỏ lại. Bụng này cho việc mang cho em xin mời em bà cái trước. Đâu rồi, quay đêm ăn quay xin phim cái gà ăn giỏi cho bà con chú khen cái vui cả. Nước mũi lòng thôi, mới đa nước mũi cho con nha. Tôi xài tiết siêu cho con. Đã phụ mẹ diễn ăn chơi rồi chú mày. Ngon con sao? Thấy làm sao? Ngon hả? Ngon. Ngon hả? Phiền ơi con nhỏ nhỏ TV đi giúp mẹ cái nha. Thôi nào mới đây xong rồi. Này, nè, con đậu này nữa không? Mới nữa hả? Con tăng miếng đậu này nha. Miếng thôi cũng được nè. Hai miếng. Hai miếng luôn hả? Ba miếng, bốn miếng. Ba miếng hay bốn miếng? Bốn. Quá dữ. Giỏi. Thích hả? Giang miếng rau nữa luôn được không? Miếng. Ăn miếng rau này nữa được không? Miếng nào? Miếng thôi, tí xíu thôi. Con. Rau ăn đậu nha, vài bữa ăn rau nha. Con. Nè đây. Con có đi. Này, itadakimasu nè. Itadakimasu. Con xin chào ông bà cô chú. Con xin chào ông bà cô chú. Để ăn. Thì cái này, cái đói quá. Không cả. Mời bà cô chú ăn chung với gia đình đi nha. Con xin chào ông bà cô chú, con xin mời. Cảm ơn con. Nè đâu, nè xin mời bà cô chú cái cây. Có cái gì mời không? Mời mình để vô cái muỗng. Đúng rồi, chính xác. Mời ít vậy. Cái này là cá trứng nè. Dạ, hồ.
đâu hết. Cao hết à? À chồng tôi mua cái này là người ta làm sẵn đó. Cái này là ai gì? Cá nục người ta bọc ở ngoài là bột chiên giòn á, xong người ta chiên lên người ta bán sẵn cho mình. Ăn cũng ngon lắm. Cái gì? Ừ, tôi sang đang lấy cá thì con nghe đợi anh tí. Hồi nhỏ mình cũng không thích ăn cục cơ, cua với đại tôm đâu, lớn lên nữa thế. Tanoshii mono yatte kao. Mari ko yatta. Sao kia mọi người làm cái mặt? Thú vị mà bé không cười, nhưng anh cười mê mê thú vị chứ. Yatte mo yatta ra make. Được chưa? Phải lấy cái đôi đũa này gì mới được á hả? Gì mới chịu đó. Ni da me ko shimashou warau to make yo up. Bu, hôm nay bu kìa. Hả bu bu, mày ở bên nào biết nữa. Thì cho tới video ngày hôm nay đem vào cô chú ơi. Nè, bye 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 mọi cô chú. Hẹn gặp lại mọi cô chú video vào ngày mai. Bye. Bye bye.